Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 29 tháng 10, chúng tôi muốn gửi tới các bạn một câu chuyện hậu trường về việc đảm bảo kỹ thuật các loại vũ khí trong quân đội ta từ trước tới nay. Có thể nói, đây là một ngách mà hầu như không mấy ai để tâm dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, bởi vì với người dân nói chung thì vũ khí cứ bắn xa, bắn chính xác là được, còn dùng nó như thế nào thì sao phải quan tâm. Tuy nhiên, phải nói rằng có tìm hiểu thì mới thấy, ngay từ công tác bảo quản vũ khí, chúng ta đã phải thành lập nguyên một trung tâm đồ sộ, hợp tác sâu rộng với Liên bang Nga để bảo vệ các loại vũ khí trước kẻ thù nguy hiểm nhất, đó chính là mẹ thiên nhiên. Vâng, thưa các bạn không nghe nhầm đâu, kẻ thù nguy hiểm nhất với vũ khí không ai khác chính là mẹ thiên nhiên, là môi trường, là khí hậu. Để phá hủy một loại xe tăng, người ta có thể phải sử dụng các tổ hợp vũ khí có giá vài trăm ngàn đô mới có thể chọc thủng trên thân xe một cái lỗ to tướng. Thế nhưng, nếu các bạn để ngoài trời thì mẹ thiên nhiên hoàn toàn có thể làm gỏi cả một chiếc xe tăng đắt tiền có giá tới vài triệu đô. Bao lâu thì tôi không dám đưa ra con số vì quân đội ta không có giải mà đem ra thử nghiệm. Chỉ biết rằng, các bộ phận kim loại từ thân xe, giải xích đến các cụm máy của xe tăng T-34-85 đưa ra quần đảo Trường Sa thập niên 80 bị ăn mòn với tốc độ kinh khủng. Hôm trước vừa mới lau sạch bóng, qua một đêm đến hôm sau ra kiểm tra đã xuất hiện lấm tấm những đốm rỉ. Qua ngày hôm sau nữa thì đã biến thành một đám rỉ dày. Nhưng đó là ở trên biển, ở trên đất liền, khí hậu nước ta cũng được coi là nổi tiếng có hại cho vũ khí khí tài. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học nước ta, khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam được đặc trưng bởi nhiệt độ, độ ẩm môi trường rất cao. Mùa hè có những thời điểm nhiệt độ đạt 37 đến 40 độ C, lượng mưa hàng năm dao động từ 1.500 tới 3.000 mm, độ ẩm tương đối trong không khí dao động từ 84 đến 100%. Do nhiệt độ và độ ẩm cao nên giá trị thời gian thấm ẩm bề mặt, viết tắt là TOW, yếu tố quyết định đến tốc độ ăn mòn rất cao. Đa số các vùng của Việt Nam có giá trị thời gian thấm ẩm bề mặt lên tới hơn 5.000 giờ mỗi năm, tương đương với hơn 208 ngày một năm. Tùy theo từng vùng, tổng số giờ nắng trung bình dao động trong khoảng 1.400 tới 3.000 giờ, do vậy tổng lượng bức xạ mặt trời khá cao. Đây là các yếu tố tiêu cực làm suy giảm độ bền, độ tin cậy, tính năng kỹ chiến thuật và tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gây ăn mòn, lão hóa và phá hủy sinh học lên hầu hết các chủng loại vật liệu, phương tiện kỹ thuật với cường độ mạnh hơn nhiều lần so với khí hậu ôn đới và gây ra các hỏng hóc đặc thù mà nó đem lại. Vũ khí trang bị của quân đội ta phần lớn có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga, đất nước không có khí hậu nhiệt đới, cho nên mặc dù nhà sản xuất đã chú trọng tới việc nhiệt đới hóa vũ khí xuất khẩu, nhưng trên thực tế là không đáp ứng được yêu cầu của ta. Kể cũng khó vì họ không sống trong một môi trường khí hậu như Việt Nam mà bảo rằng họ phải nhiệt đới hóa khí tài một cách hoàn hảo nhất thì khó vô cùng, không chỉ Nga mà kể cả các nhà sản xuất vũ khí phương Tây cũng như vậy. Do đó, vũ khí trang bị nhập khẩu từ Nga thường bộc lộ nhiều vấn đề về độ bền. Bên cạnh đó, một số chủng loại vũ khí do Việt Nam sản xuất trên cơ sở nguyên mẫu hoặc theo bản quyền của Nga chưa được giải quyết thỏa đáng về độ bền nhiệt đới, đa phần là tiếp thu nguyên mẫu. Trong quá trình nội địa hóa do chưa được quan tâm đúng mức, một phần do năng lực và trình độ khoa học công nghệ về nhiệt đới hóa ở Việt Nam chưa cao, nên các loại vũ khí do ta tự sản xuất cũng gặp vấn đề về độ bền nhiệt đới, ảnh hưởng tới chất lượng khai thác sử dụng và tuổi thọ. Đó là lý do để giải quyết kẻ thù nguy hiểm nhất với vũ khí trang bị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Từ năm 1988, chúng ta đã thành lập một tổ chức khoa học đa ngành, hợp tác sâu rộng với Liên Xô và sau này là Nga để giải quyết các bài toán về nhiệt đới vũ khí trang bị. Tổ chức này hiện nay được biết tới với cái tên Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, một đơn vị rất kín tiếng trong quân đội ta và hầu như ít ai để ý tới, nhưng vai trò của họ thì vô cùng quan trọng đối với việc đảm bảo kỹ thuật hầu hết các loại vũ khí của quân đội ta hiện nay. Vậy, trong 35 năm tồn tại, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã làm được những gì? Sau đây, mời các bạn tới với các trận chiến của đơn vị đối với mẹ thiên nhiên để bảo vệ các tổ hợp khí tài trị giá hàng tỷ đô la của quân đội ta, được tạp chí kỹ thuật và trang bị công bố. Trong những năm qua, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã chủ động khai thác các tài liệu tiêu chuẩn của Nga để nghiên cứu công nghệ, triển khai sản xuất và cung cấp cho quân đội nhiều chủng loại vật liệu bảo quản thay thế sản phẩm của Nga. Các sản phẩm này được sử dụng nguyên liệu có sẵn trên thị trường nên đảm bảo tính chủ động và có giá thành thấp so với hàng nhập khẩu. Tiêu biểu là dầu súng VN.BO dùng để bảo quản tạm thời súng bộ binh, tẩy bỏ mỡ cũ trên vũ khí, trang bị khi tiến hành phá niêm. Dầu bảo quản VN.K17 dùng trong niêm cất dài hạn động cơ và thùng nhiên liệu của xe máy quân sự. Mỡ pháo VN.PVK dùng để bảo quản dài hạn các vật tư, phụ tùng, ngành xe máy, xe tăng, xe thiết giáp. Chất bảo quản cao su AO1, sơn lốp AO1 dùng để bảo quản các chi tiết cao su khỏi lão hóa.
Mati dẻo không khô MT97 dùng để bịt kín trong niêm các xe tăng, xe thiết giáp và các loại xe máy quân sự. Chất lỏng thủy lực Stelmer sử dụng trong hệ thống hãm lùi đẩy lên của các loại phá mặt đất. Hàng năm, số lượng vật liệu bảo quản được Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga sản xuất để cung cấp cho các đơn vị trong toàn quân là khoảng trên 300 tấn. Các sản phẩm này đã được các đơn vị sử dụng ổn định trong nhiều năm và thay thế sản phẩm nhập khẩu. Bảo quản bằng chất ức chế ăn mòn dạng bay hơi có ưu điểm vượt trội nên đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và từng bước ứng dụng thay thế công nghệ bảo quản bằng dầu mỡ đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao đối với vũ khí trang bị kỹ thuật. Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga là đơn vị đầu tiên nghiên cứu ứng dụng công nghệ ức chế ăn mòn dạng bay hơi trong bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật. Chế phẩm ức chế đa năng chống ăn mòn BV1 dùng trong bảo quản thùng xăng, chế phẩm BV2 dùng trong bảo quản đạn, giấy ức chế bay hơi DB2 dùng trong bảo quản súng bộ binh và nòng pháo các loại đã được trung tâm nghiên cứu và sản xuất. Hiện nay, công nghệ bảo quản bằng giấy ức chế bay hơi DB1 và DB2.1 đang được áp dụng thử nghiệm mở rộng trên xe tăng, xe thiết giáp và một số trang bị khác. Nắm bắt nhu cầu về các sản phẩm cao su kỹ thuật trong quân đội ngày càng tăng và có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã nghiên cứu, làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều chủng loại cao su kỹ thuật, trong đó phải kể đến các sản phẩm như cao su dẫn điện, cao su chống tĩnh điện, cao su chịu dầu, các sản phẩm gioăng đệm cho đường ống dẫn xăng dầu, gioăng cho pháo và cho xe máy. Hàng nănăm, trung tâm sản xuất và cung cấp khoảng 15 đến 20 tấn sản phẩm cao su kỹ thuật cho các đơn vị trong toàn quân. Cùng với đó, trung tâm cũng ứng dụng các phương tiện và công nghệ mới nhằm bảo đảm độ bền và nâng cao hiệu quả khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. Kinh nghiệm tổ chức hoạt động khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật trên thế giới cho thấy, chi phí trong giai đoạn khai thác lớn hơn gấp 2 đến 5 lần chi phí cho thiết kế và sản xuất. Hiện nay, các máy bay của quân đội ta vẫn đang khai thác theo định kỳ, bảo dưỡng và sửa chữa theo quy định về tuổi thọ và niên hạn sử dụng. Các thiết bị kiểm tra trong quá trình khai thác sử dụng máy bay của quân chủng phòng không không quân đã được sản xuất từ thập niên 70-80 của thế kỷ trước, chủ yếu dùng để kiểm tra, đánh giá từng tham số riêng lẻ và phải ghi chép, chưa tích hợp và không có khả năng xác định đúng trạng thái và chẩn đoán trạng thái trong tương lai, khó bảo đảm độ tin cậy và an toàn bay. Hiện nay, Nga, Mỹ và các nước phát triển đã chuyển sang phương thức khai thác theo trạng thái kỹ thuật. Đây là phương thức tiên tiến hiện nay, bản chất của phương thức là kiểm soát được trạng thái của đối tượng, tức là tình trạng hiện tại và dự báo tương lai dựa trên hệ thống thiết bị đo lường, kiểm tra, dự báo gắn trên thiết bị và tại cơ sở kỹ thuật. Phương thức khai thác theo trạng thái kỹ thuật hướng tới việc duy trì mức độ quy định về tính không hỏng, bảo đảm độ an toàn và tính sẵn sàng chiến đấu cao, giảm các chi phí khoảng 30%. Tính ưu việt của phương thức là nâng cao hiệu quả khai thác máy bay, kéo dài hợp lý thời hạn phục vụ của máy bay, tiết kiệm chi phí duy trì khai thác tốt máy bay, chi phí tăng hạn một giờ bay cho động cơ máy bay họ Su sẽ tiết kiệm từ 3.000 đến 5.000 đô. Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga cũng đã phối hợp với đối tác nước ngoài chuyển giao cho quân chủng phòng không quân 8 bộ thiết bị kiểm tra tham số kỹ thuật động cơ máy bay, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác các máy bay họ Su. Đây là thiết bị tích hợp có thể kiểm tra chính xác các tham số của động cơ trong cùng một thời điểm và lưu giữ các tham số trong quá trình kiểm tra, cũng như phát hiện các tham số nằm ngoài giới hạn cho phép để có thể khắc phục được ngay. Hiện tại, các bộ thiết bị đang được sử dụng hiệu quả tại các đơn vị không quân phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và đào tạo phi công quân sự. Trong quá trình khai thác tàu thuyền trên biển, hiện tượng bám bẩn sinh học, hà bám trên vỏ tàu, chân vịt, bánh lái là quá trình tự nhiên và không thể tránh khỏi. Bám bẩn sinh học đặc biệt phát triển rất mạnh ở điều kiện biển nhiệt đới, nó làm suy giảm tuổi thọ và hiệu suất khai thác tàu. Thể hiện cụ thể và rõ rệt nhất là làm giảm tốc độ, giảm công suất hiệu dụng của tàu và tăng đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu. Mức giảm tốc độ so với vận tốc định mức sau một năm khai thác là từ 20 đến 50%. Đối với các tàu có yêu cầu tốc độ cao như tàu hải quân, tàu cảnh sát biển, tác động của hà bám ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga đã nghiên cứu và chế tạo thành công thiết bị sử dụng hiệu ứng phá hủy bọt khí để làm sạch hà dưới nước. Thiết bị có công suất từ 20 đến 50 m2 một giờ đối với hà bám cứng và có khả năng xử lý mọi bề mặt như chân vịt, bánh lái, cửa hút nước. Thiết bị đã được ứng dụng để làm sạch hà bám trên vỏ tàu ngầm Kilo và đem lại kết quả tốt. Từ năm 2015 đến nay, trung tâm đã cung cấp 6 bộ thiết bị cho vùng 4 hải quân. Các trang thiết bị điện tử quân sự làm việc trong môi trường nhiệt đới khắc nghiệt thường xuyên xuất hiện hỏng hóc nếu không có các giải pháp bảo vệ phù hợp. Giải pháp như tạo không gian kín và môi trường vi khí hậu được kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ thường rất tốn kém và chỉ phù hợp với trang bị không có tính cơ động. Vì vậy, nhu cầu về công nghệ nhiệt đới hóa có tính toàn diện có thể áp dụng được trên các trang bị có tính cơ động cao, bảo vệ được nhiều đối tượng vật liệu như kim loại, bảng mạch điện tử, sắt cắm, các chi tiết cao su, làm kín chống xâm nhập ẩm, giúp khí tải chống chịu được mưa, nắng trực tiếp được đặt ra từ lâu nhưng chưa được giải quyết do tính phức tạp của vấn đề và do sự phát triển của khoa học vật liệu chưa đáp ứng được.
Từ năm 2015, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã tập trung chiều hướng này và đạt được kết quả khả quan. Năm 2017 và 2018, Trung tâm đã phối hợp với Quân chủng Phòng không quân tiến hành nhiệt đới hóa đồng bộ cho một bộ đài radar cảnh báo sớm, một bộ tổ hợp tên lửa phòng không và một cụm đài thông tin bảo đảm bay được bố trí ven biển và trên đảo. Cuối năm 2018, Bộ Quốc phòng đã giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga phối hợp với Quân chủng Phòng không quân thực hiện nhiệm vụ nhiệt đới hóa 42 đài radar ven biển trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2020. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành nhiệt đới hóa được 28 đài. Sau nhiệt đới hóa, các đài radar và tổ hợp tên lửa phòng không làm việc đạt độ tin cậy và ổn định, giảm đáng kể hỏng hóc do tác động của môi trường, nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ có vậy, Trung tâm còn tham gia nghiên cứu sản xuất và cung cấp các vật tư đặc thù quân sự cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Theo đó, thuốc nổ nhũ tương được chế tạo từ hai thành phần cơ bản là pha oxy hóa và pha dầu. Trong đó, pha dầu, tức là sáp phức hợp, chiếm khoảng 7% phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung tâm đã chủ động nghiên cứu và làm chủ dây chuyền sản xuất sáp phức hợp với quy mô 1.000 tấn mỗi năm. Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm, Trung tâm cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng trên 300 tấn sáp phức hợp. Sản phẩm có chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại, giá thành cạnh tranh và được các đơn vị đánh giá cao. Trong lĩnh vực sản xuất, bảo đảm các trang bị phòng hóa như mặt nạ cách ly, bộ quần áo cách ly, sản xuất các ống chinh độc. Binh chủng hóa học cần sử dụng một lượng nhỏ các hóa chất đặc biệt, ví dụ như chất MOB4, MOB11, MOB12 để thử nghiệm đánh giá chất lượng sau khi sản xuất. Trước đây, các hóa chất này phải nhập khẩu với thủ tục rất phức tạp. Từ năm 2011, Trung tâm đã nghiên cứu và làm chủ công nghệ tổng hợp các hóa chất đặc biệt cung cấp ổn định cho binh chủng hóa học thay thế hoàn toàn sản phẩm nhập khẩu. Quân chủng Hải quân hiện cũng đang quản lý và khai thác sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật có hàm lượng công nghệ cao, trong đó có công nghệ tàu ngầm. Việc bảo đảm vũ khí khí tài đặc trùng cho tàu ngầm, nhất là tấm tái sinh không khí còn gặp nhiều khó khăn và nhập khẩu. Tấm tái sinh không khí được sử dụng để tái sinh không khí giúp duy trì sự sống của thủy thủ trong tàu ngầm. Từ năm 2015 đến đầu năm 2019, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã phối hợp với Quân chủng Hải quân, Học viện Quân y, Binh chủng Hóa học thực hiện đề tài ở các cấp để nghiên cứu, chế tạo tấm tái sinh không khí và đã xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo với quy mô 216 hộp, tương đương với 5.400 tấm tái sinh. Sản phẩm đã được thử nghiệm trên động vật, trên tình nguyện viên và thử nghiệm thực tế trên tàu ngầm. Kết quả cho thấy tấm tái sinh không khí do Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga chế tạo có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập khẩu. Có thể nói, hiện nay, quân đội đã đưa vào sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, có tính mô đun hóa cao, sử dụng công nghệ thông tin, tự động hóa và tính tích hợp cao. Nhiều loại trang bị mới được khai thác theo vòng đời, không tiến hành bảo quản định kỳ như trước đây. Do tính hiện đại, sử dụng nhiều linh kiện điện tử, phần mềm tính toán và rất nhạy cảm với các yếu tố thời tiết, khí hậu, nên các yêu cầu về điều kiện môi trường làm việc của chúng cũng nghiêm ngặt hơn. Từ đó, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm kỹ thuật. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga bám sát yêu cầu thực tế của công tác bảo đảm kỹ thuật tại các đơn vị, tập trung nghiên cứu, phát triển các nội dung như sau. Tiếp tục phối hợp với Quân chủng Phòng không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, nghiên cứu, lựa chọn các loại vật liệu tiên tiến, mang lại hiệu quả cao để hoàn thiện công nghệ nhiệt đới hóa, vũ khí trang bị kỹ thuật. Trong đó tập trung vào các vũ khí trang bị kỹ thuật có tính công nghệ cao, nhạy cảm với tác động của môi trường và bố trí ở những địa điểm như tại các vùng ven biển, hải đảo chịu ảnh hưởng lớn của hơi muối hoặc trên núi cao chịu ảnh hưởng lớn bởi độ ẩm cao, hiện tượng đông xương. Tiếp tục thực hiện nhiệt đới hóa các đài radar cảnh báo, các tổ hợp tên lửa phòng không, các trang thiết bị thuộc lữ đoàn tàu ngầm 189 Quân chủng Hải quân. Thứ hai, tập trung giải quyết một số vấn đề thuộc công tác bảo đảm kỹ thuật cho các tàu hải quân thế hệ mới. Tiếp tục thực hiện các đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng, cấp nhà nước về chế tạo hộp tái sinh không khí, thiết bị thở cá nhân và mặt nạ cách ly tương đương với sản phẩm nhập ngoại, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tàu ngầm. Nghiên cứu chế tạo và tiến tới làm chủ công nghệ sửa chữa, thay thế các hệ thống bảo vệ điện hóa cho các tàu hải quân, áp dụng công nghệ nhiệt đới hóa cho các trang thiết bị điện tử trên tàu chiến. Thứ ba, từng bước xây dựng bộ tiêu chuẩn quân sự, thiết lập các yêu cầu về chất lượng của trang thiết bị và các phương pháp thử nghiệm môi trường, đánh giá sự phù hợp với các mức chất lượng đã được đặt ra. Thực tế, các nước có nền công nghiệp quốc phòng phát triển như Mỹ, Đức, Nga đều có tiêu chuẩn thử nghiệm gia tốc môi trường để đánh giá chất lượng sản phẩm. Cụ thể, Nga có bộ tiêu chuẩn quân sự quy định phân loại đối tượng và thử nghiệm môi trường đánh giá độ bền của các loại vũ khí khí tài từ GOXTRV 20.39.301 đến 20.39.308, trong khi Mỹ có bộ tiêu chuẩn min SDT 202 áp dụng cho các chi tiết linh kiện điện tử tới min SDT 810 quy định thử nghiệm môi trường cho các sản phẩm quân sự.
Xây dựng bộ tiêu chuẩn là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng cần phải giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác, kiểm soát chất lượng, nâng cao độ bền nhiệt đới cho vũ khí trang bị kỹ thuật khi khai thác trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam. Có thể nói, nếu nghe về các đề tài nghiên cứu của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, có lẽ vẫn còn chưa thể mường tượng hết được công việc của họ. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định rằng, để các loại vũ khí của quân đội ta luôn mới cứng, hệ số kỹ thuật cao nhất, luôn sẵn sàng chiến đấu, thì Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga là một trong những lực lượng quan trọng nhất đảm bảo vũ khí ở hậu trường.